Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ra những tin tức mới nhất trong video ngày hôm nay. Và hãy dành sự quan tâm của tất cả quý vị dành cho kênh Việt tin Nóng bằng một lượt theo dõi quý vị nhé. Tiểu sử người nổi tiếng Phi Nhung xuất thân như thế nào? Nữ ca sĩ Phi Nhung có mẹ là người Việt, cha là người Mỹ. Ngay từ khi chào đời, cô đã mổ cô cha. Do gia đình không có điều kiện, nữ ca sĩ đã sớm phải nghỉ học từ năm lớp 6 và làm nghề may mặc để kiếm thêm thu nhập. Được biết, cha ruột của Phi Nhung là một quân nhân, từng đồn trú tại Pleiku. Từ thở còn nhỏ, Phi Nhung đã thích nghe hát dân ca và cải lương, có lẽ do tuổi thơ của cô không được hạnh phúc, mang quá nhiều nỗi buồn cho nên những tuồng cải lương sầu ải mới gần gũi với cô ca sĩ khi 11 tuổi Phi Nhung mồ côi cả cha lẫn mẹ, vừa làm chị vừa thay mẹ nuôi năm người em trong sự thiếu thốn khi cha dựng bỏ đi. Để được sang Mỹ và nổi tiếng như hiện tại, cô ca sĩ đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt như phải tự bán CD, chăm chỉ học thanh nhạc và nhiều lần bị trung tâm âm nhạc từ chối không nhận cô có lẽ tiền không song hành với tình cho nên ca sĩ phi nhung chỉ có người tình sân khấu là mạnh quỳnh ngoài đời có rất nhiều đại gia si tình có người luôn hiện diện ở mọi nơi khi phi nhung hát phi nhung tâm sự từng yêu hai người đàn ông nhưng vì họ muốn phi nhung là người phụ nữ của gia đình nhưng cô không chịu vì đã lỡ đam mê ca hát trong lần trò chuyện với người mẫu xuân lan phi nhung muốn dành tình cảm cho con gái ruột và những người con nuôi của mình cho nên cố ca sĩ đành lỡ duyên Thưa quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới nhất ngày hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị.